Bạn và họ còn cơ hội quay về bên nhau. Xin kết nối năng lượng cùng các bạn chọn xem trải bài này. Ở trong trải bài các bạn sẽ có những lá bài sau đây. Và mình sẽ lấy thông điệp rất là ngẫu nhiên gửi đến cho các bạn đang muốn đặt câu hỏi bạn và họ có còn quay lại với nhau không? Lá bài đầu tiên chúng ta có lá bài 7 tiền. Và lá bài thứ hai chúng ta có lá bài 1 ly. Và lá bài cuối cùng đại diện cho kết quả của mối quan hệ này có thể quay về với nhau hay không. Và ở đây chúng ta có lá bài 6 kiếm ra ngược. Đầu tiên chúng ta sẽ xét về điều thuận lợi trong mối quan hệ này là gì. Và khi mà lá bài 7 tiền này xuất hiện trong trải bài tình yêu thì đây nói ra một ý nghĩa tình yêu các bạn đã phát triển một cách rất là chậm rãi. Bởi vì có dấu hiệu là các bạn phát triển từ tình bạn tiến đến tình yêu. Và tình yêu của bạn, khi mà có tình bạn ở trong đó, nó là một cái hạt giống rất là đặc biệt. Người ta hay nói những người bạn mà sau này trở thành người yêu với nhau á, thì thường rất là thấu hiểu nhau, biết nhường nhịn, cũng như là yêu thương nhau nhiều hơn so với những cặp đôi khác. Bởi vì các bạn quá hiểu nhau rồi, do đó cái yếu tố lãng mạn nó không còn trong tình cảm của hai bạn nữa. Nhưng đặc biệt các bạn có thể sống đúng với cảm xúc của mình. Và các bạn có một cái năng lượng chung là rất là thích kiếm tiền. Muốn mình phát triển sự nghiệp, cả hai bạn đều ổn định trong vấn đề tài chính nha. Các bạn đều đạt được cái thành quả nhất định trong cuộc sống rồi. Và chính bạn cũng nhận thấy rằng đây là một mối quan hệ thực sự nuôi dưỡng. Các bạn thấy được cái đường dài đi với nhau. Bạn thấy được cái sự bền chặt và phát triển rất là nhiều ở đối tác. Và bạn đã nỗ lực cho mối quan hệ các bạn. Và nếu như các bạn chịu khó chút xíu nữa thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những lợi ích và tình cảm của hai người sẽ tiến tới một cái gì đó rất chung. Nhưng mà ở đây cái dấu hiệu là các bạn hướng tới cái mục tiêu tài chính chung như mua nhà, chi trả cho đám cưới hoặc đạt cái gì đó về cái mặt thế giới vật chất rất là nhiều. Và thông điệp cũng lá bài cũng hy vọng là các bạn bây giờ mình phải suy nghĩ về cái điều thực sự mình muốn ở trong cái mối quan hệ với người này. Và đây là cái thời điểm tuyệt vời để bạn có khả năng thể hiện ra những gì bạn muốn với người đó. Tuy nhiên các bạn phải kiên nhẫn, bởi vì cuộc sống của bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn nếu như bạn tiếp tục kiên trì với nó. Và những điều tốt đẹp sẽ đến cho mối quan hệ hai người nếu bạn biết chờ đợi. Và đây hoàn toàn là một yếu tố của một mối quan hệ mà có thể gắn kết lâu dài. Bởi vì bạn và người yêu của bạn đã chăm chỉ rất nhiều để hướng tới cái mục tiêu chung đó. Một dấu hiệu đáng mừng cho một cặp đôi rất đẹp nha bạn. Tuy nhiên chúng ta sẽ tiến tới cái mặt khó khăn. Cái lá bài kế bên của các bạn sẽ là một lá bài vì Ace of Cups, một lá bài vì mặt cảm xúc. Và ở đây khi lá bài một ly ra thẳng đứng cho vậy á, cho thấy cái khó khăn trong mối quan hệ các bạn là một trong hai bạn đã không có buông bỏ được cái gánh nặng cảm xúc mà bạn có. Để bạn tiến vào cuộc sống tình yêu với người này một cách trọn vẹn nhất. Và tình yêu của các bạn cũng chỉ mới ở mối khởi đầu, một cơ hội rất là mới. Nó có hình thức là các bạn đang trong mối quan hệ mới. Có thật sự là lãng mạn đó, nhưng mà bạn lại không có thỏa mãn về mặt cảm xúc cho cả hai, khiến cho người đó bị tuột cảm xúc rất là nhiều. Đây là một lá bài nói các bạn phải giải tỏa cảm xúc của mình ra về mặt tinh thần. Bởi vì các bạn có phụ thuộc vào quá nhiều những cái đau buồn, cái tổn thương của những mối quan hệ cũ á, nó khiến cho các bạn trong một cái nỗi cô đơn và chịu đựng, dẫn đến bị tổn thương sâu sắc về mặt cảm xúc. Mà khi mà nó xuất hiện như vậy á, là chứng tỏ là các bạn chưa có chuyển mình cho cái năng lượng là giải thoát cảm xúc của mình ra ngoài. Bạn đang phụ thuộc quá nhiều vào những cái gì đã trải qua hồi trước. Và cái người này đã mang đến cho bạn một cái sự lãng mạn rất là nhiều, một sự tiến hơn trong cái mối quan hệ so với hồi trước giờ bạn có. Nhưng quan trọng là bạn đâu có mở lòng mình ra đâu để cho mình nhận lấy tình yêu. Bạn cứ sợ, bạn cứ rất là sợ tổn thương một lần nữa. Bạn bỏ qua những cái cơ hội đến với bạn. Bạn quên rằng cái quá khứ đang kìm kẹp bạn rất là nhiều. Cái việc bạn lựa chọn cầm chiếc cốc lên để uống hết hay thả xuống là nằm ở bạn.
Chứ cái phần này mình thấy là cái sự lãng mạn ở người này là có, sự thân mật sâu sắc với người này cũng là có nha bạn. Chính cái năng lượng mình mang cái cảm xúc cũ, cảm xúc hồi xưa giờ đó với người yêu cũ á, bạn áp đặt vào cái mối quan hệ này, khiến cho cái mối quan hệ này bị cái vòng lặp y chang hồi xưa giờ bạn gặp phải. Mà ở đây bạn quên là cái giai đoạn mới mình phải phát triển, người này khác người kia. Bởi vì cái sự thân mật, lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu ở hai người là khác nhau hoàn toàn. Nếu như bạn không có thay đổi về cái tính cách, về mặt cảm xúc, bạn sợ và áp đặt người này, người kia, bạn không có tin tưởng vào cái trực giác của mình, bạn phân tích quá mức những cái hành vi của họ, khiến cho cái mối quan hệ ở trong sự ngột ngạt và người này bị tuột cảm xúc rất là nhiều ở phía bạn. Bởi vì bạn mang năng lượng là phân tích quá logic, trong khi tình yêu này chính là cái tình yêu cần cảm xúc phải được đánh thức, nuôi dưỡng rất là mới, một tình yêu cần sự lãng mạn rất là nhiều. Và năng lượng các bạn đang mang đó chính là sợ chia ly, sợ bị tổn thương, sợ bị bất an trong mối tình này. Nỗi buồn và cảm xúc nó khiến cho các bạn đi ngược lại với ý nghĩa của tình yêu. Và điều này bắt nguồn từ những cuộc cãi vã, thậm chí là chia tay, khiến bạn đau khổ rất là nhiều luôn. Đơn giản là bạn suy nghĩ quá u ám về mối quan hệ hiện tại của mình. Bạn mất đi niềm tin và điều này nó ngăn cản bạn cho và nhận tình yêu đích thực, khiến cho đối tác của bạn không có được nhận trái tim rộng mở từ chính bạn luôn. Và sự bất an này đóng vai trò quan trọng trong cái việc là khả năng yêu bản thân của mình không có, làm sao mình yêu người khác được, bởi vì bạn chưa buông bỏ quá khứ và quá khứ đang kìm kẹp bạn rất là nhiều. Và kế tiếp, trả lời cho câu hỏi bạn và họ có còn cơ hội quay về với nhau hay không, thì lá bài 6 kiếm ra ngược này đại diện cho năng lượng này. Khi lá bài 6 kiếm xuất hiện, nó nói là bạn phải tiến về phía trước, phải thực hiện những cái chuyển đổi mà bạn phải cần làm. Tuy nhiên, bạn đang bị mắc kẹt ở trong đây. Bạn gặp những cái thử thách mà bạn khó biến nó thành hiện thực được. Bạn tiếp tục sống trong quá khứ bởi vì cái vấn đề trong quá khứ chưa được giải quyết. Bản thân bạn đang chống lại những chuyển đổi mà cuộc sống bắt buộc bạn phải chuyển đổi. Bạn cảm thấy là mình buộc phải di chuyển ra khỏi mối quan hệ mà bạn không có muốn. Bạn thấy là tại sao di chuyển? Mình không muốn về phía trước, mình muốn ở lại phía sau. Và bạn có nguy cơ là tan vỡ trong mối tình này nha. Bây giờ bạn thấy cái điều gì bạn khó buông bỏ? Bởi vì cho thấy là cái quá khứ vẫn còn bám chặt bạn rất là nhiều, bất chấp cái nỗ lực của bạn. Chính bản thân bạn cũng biết nếu như bạn bỏ là quá khứ sẽ là điều tốt nhất cho bạn. Nhưng mà bạn không thích như vậy, bởi vì bạn muốn là mình có thể chọn một mối quan hệ là tình yêu, mà không có tình yêu với người này cũng được luôn, chấp nhận là sống trong những ký ức, kỷ niệm của mình về quá khứ đối với người này. Bởi vì bạn không có muốn là mình sống trong nỗi mà rầy dò tâm trạng của mình. Bởi vì bạn muốn có cuộc sống tình yêu trọn vẹn. Bạn biết cái điều này là chính là cái sự ích kỷ ở phía bạn thôi. Trước kia bạn kỳ vọng mong muốn đặt điều này điều kia cho người ta. Bây giờ người ta ra đi rồi, bạn hối tiếc. Bạn muốn là cái gì đó cũng phải là của bạn. Giờ bạn xem thử là mình muốn yêu thực sự hay không. Và cái mối ràng buộc này, xem xét là nó có thực sự hạnh phúc mà bạn phải hy sinh vì nó hay không. Bởi vì bạn mang một cái năng lượng là hút ép người này quá nhiều để tiến thành nhanh chóng như cái lòng bạn mong muốn. Bạn quên rằng cái cảm xúc bạn đặt cho người này bị sai. Mình nói rồi, khi tình yêu mà tuột cảm xúc là coi như xong. Và ở đây có một số là có dấu hiệu bên thứ ba đang cố gắng gây rắc rối cho mối quan hệ của bạn. Bởi vì đây có dấu hiệu đó nha. Một cái thời gian gián đoạn trong đời sống tình cảm của bạn sẽ được diễn ra. Thật ra cái vết thương của những cái mối quan hệ trước đây khiến cho bạn bị quá tải khi vào mối quan hệ với người này. Và để nói sự kết hợp của ba lá bài, thì lá bài 7 tiền là có thể, lá bài 1 ly là có, và lá bài 6 kiếm ra ngược là không. Thì ở đây chúng ta có khoảng được là gần 50% cho cái mối quan hệ có quay trở lại hay không.
Và ở đây rất may mắn, cả ba lá bài của các bạn đều mang năng lượng chung của nước, tức là các bạn phải thể hiện một cách nuôi dưỡng và cảm xúc nhiều hơn, và phải sống đúng vào cái bản chất của các bạn, chứ không phải sống với một cái hình thức khác. Khi bạn hiểu được là mình mong muốn cái gì và không muốn cái gì thì mới được. Vì bản thân của nước là muốn mình phải cảm xúc dạt dào. Và về mặt giới tính thì hai bạn rất là ok nha, bởi vì hai bạn có sự hòa hợp nam dương, dù cho bạn mang năng lượng nam hay là năng lượng nữ thì giữa các lá bài đều có sự giới tính rất là rõ ràng. Nó khiến cho hai bạn đến với nhau được, rất đẹp. Về xét về cái mặt phương hướng thì các lá bài của các bạn đang bị ngược hướng nhau, do đó có thể thể hiện sự căng thẳng nhẹ trong mối quan hệ này. Và cái hướng tốt nhất cho hai bạn là Đông Bắc hoặc là Tây Bắc. Do trong ba lá bài của các bạn thiếu yếu tố lửa, do đó các bạn thiếu một cái tinh thần nhiệt huyết và hứng khởi. Và các bạn phải luôn luôn phải sống trực diện và luôn luôn đối mặt với sự thật. Bạn phải sống độc lập hơn và biết động viên bản thân của mình vượt qua những thử thách và khó khăn. Và bạn phải thể hiện là mình là người có sức hút đối với người khác thì mới được. Phải sống vui vẻ nè, phải thích sự tự do và náo nhiệt. Bởi vì khi bạn sống đúng với cái năng lượng này thì bạn mới có được cái tình yêu mãnh liệt với người này. Và con số may mắn của các bạn là số 6, số 7 và số 1. Như mình nói, cơ hội quay trở về của các bạn có 50% thôi. Bây giờ mình hãy xem mình thiếu sót ở đâu thì mình hãy sửa đổi. Còn nếu như mà họ đã có người thứ ba rồi thì mình nghĩ là bạn nên quyết định buông tay các bạn ha. Bởi vì cái gì cũng được, chứ cái người thứ ba là tình cảm họ không còn với mình rồi. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.